Đối bọn ồn, sức thê nị cá chia đà ra sầy tì mùi, đá liêm tịch mến xâm đàn chữ mùi, khả nát nẹ còm trố dù khởi thà. Chắc rồi bị khai chìa mà chả biến cam bị thi bà lòng chùm riêng. Lâm đập thân nạp bị phục lốt, Cambodian ai đó ra đầu cà tì buồn mốt, cá bị ngay tì đọc buồn. Khai cả nhá cân lòng tờ nít cầm lọt tốt liêm tịch mến. Bán thọt ẩm vi rộp bọc luôn lực nằm bồn, phá mùi châm hiền xà thamay. Nếu phép thọt nốt ra chìa bồn rốt nẹ lộ đồ, nẹ đầm ná ban nòm khỉa, cho mơ rụp kề thọt xâm đành ẩm vi lực nằm bồn. Hai miên nẹ khlá ban thọt xa cà mập hiệp tàng nốt, giọt tư bằng hót nông bằng đành sân cùng, bằng có oi miên cà chạp ở rõm bằng thèm tiệt. Nếu nóng ca thọt xâm đầy ní kê sân kết khơi, miên ca chồ ruộng bì cầm phùl đà ra cầm pháy lập bay lập đạp bà tết bì rụp. Cư nề cắm nâng nề cầy, bóng tên, và tầm miên rộp bò đà ra chùm riêng. Miệt là ách bạch thầy mà chạc biến đà bòi khịt khèm bộ đế ra đau ca tì mùi phòng đài. Bác sạc cám nây cà thọt rộp bọc bộ kê, nếu thang ngay tì bì, ban bằng chọc tớ đòi rồi luôn, cá bì thang ngay tì đập rám khai cả nhá cho năm bì bòn một phẩy bì. Khá nạ thang ngay ní, kê mình khởi miến cà bằng hai sạc cà mập hiếp, bộ kê thọt tiệt nổ tê. Tái khơi cầm lọt tôi lìm tịch mình, bán thọt chìa mùi đà ra sấy là bầy chùm mồm mà nét. Á chia sạc cà mập hiếp thọt âm vi. Đó đài là ní, rư dàng nè, nếu mình toàn đắng là lại tê. Bà ní chia sạc cà mập hiếp thọt âm vi nốt, á như vậy bàn thà, sức thi nị cá. Chia đà ra sầy tì mùi, đá liêm tịch mến xâm đàn chìa mùi, cõi khai chìa mà chạc biên. Tôi dàng ná nơ phê đà ra xâm đàn sầy nệ niên sức thi nị cá. Bằng hóa rụp thoát chìa mùi cầm lọt tối khẳng lờ. Nếu ai phânông chỉ số nêu rửa xíu ngay tì đập rằm, khai cả nhá. Đôi đạc khẹp sần thà. Một vót chìa mùi ai đòl. Nốt trao ba nẹ còm trớ cót xâm còl khởi thà. Phụ kế mờ tàu. Một mốt sợ điện khía đôi bóng ổn chân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.